hơn đúng không ạ, dây cung rộng hơn so với cái dây cung của mình. Hoặc là một số bác có thể làm hàm long, tuy nhiên mình có thể dùng cách này, tức là dùng cung mulligan thì nó rất là tiết kiệm, bẻ một cung như vậy thôi, còn sau là lực đàn hồi dây cung nó kéo cái cung năng của mình rộng ra. Bình thường cái cung nó như thế này này, cái giống dây thẳng này này, khi mình bóp vào đấy đúng không ạ, lực đàn hồi dây cung sẽ bật ra này, nó kéo cung năng mình rộng ra nhé. Đó, cách bẻ này thì thường là khi mình được học, có thể mọi người bẻ một dây polyloid, dây tròn nhá thì dễ hơn nhá, dây tròn này dễ hơn đó, polyloid khoảng 0,28. À, hôm trước mình học của ông thầy thì ông thầy bẻ bằng SS và 0,32 luôn, thì cực to nhá, lực rất là lớn. Tuy nhiên thông thường mình nên dùng là bằng dây polyloid 0,28, hoặc là nếu không có, cái nhà mình không có dây ấy, khi nào hết dây ấy, lại dần dùng dây SS 1925. Đây, dây SS to nhất mình có. Vừa bảo xong rồi. To quá là lực nó lớn đúng không? Mà có thể bẻ dây tròn hoặc cái dây diện cũng được. Thông thường bẻ dây tròn là dễ nhất nhá. Thứ nhất mình bẻ một cái móc này để bóc vào dây cung. Blue Nylon 028. Cái BE 028. Thấy chưa? Bẻ một cái móc này để bóc vào dây cung này. Thấy chưa? Bẻ móc nhỏ giống như cái móc lúc nãy mà mình bẻ cung đánh lút phân đoạn ạ, người nhớ không ạ? Thứ hai này. Bẻ góc vuông, lúc nãy cung đánh lút phân đoạn là mình bẻ phần này dài ra đúng không? Tuy nhiên cái này mình móc vào dây cung luôn, cho nên mình bẻ ngay tại đây luôn này, không cần dài đâu, ngắn thôi. Nếu bẻ dài thì nó bị vướng, được chưa? Vướng má bệnh nhân, tội bệnh nhân thì bẻ ngắn này thôi, bẻ sát đây luôn này, ngắn ngắn này, được chưa? À, ví dụ mình đo này, móc vào cung dây cung bệnh nhân này, đo này thường thường là mình móc giữa cái răng 5 và 6, được chưa? Bên này móc một cái, được chưa? Mọi người thấy móc vào răng 5 và 6 mà uốn qua bên này này, được chưa? Đánh dấu ở kẽ giữa răng 5 và 6 bên này, được chưa? Đánh dấu này, uốn cong này, uốn theo hình dạng của cung răng này, mình cứ móc vào này tự nó móc vào thôi, móc vào dây cung nó bệnh nhân đang đi ấy. Rồi đánh dấu vào kẽ đang nằm sáu bên này, họ bẻ góc vuông thứ hai, để ý này, hai cái góc hướng góc vuông này phải cùng hướng với nhau nha, thì mình móc vào được nha. Đó. Cái phần dây này mình bẻ theo cái dây này cho nên nó hơi ngắn chút xíu. Bẻ móc thôi để móc được vào dây cung của mình thôi. Đây, mình cắt phần đường thừa đi. Phần này đây đang dùng cái dây cung nó hơi ngắn chút xíu cho nên là bẻ nó bị thiếu dây. Nó hơi khó cắt. Thôi cái này cắt nó hơi hơi khó. Ok như vậy đi, đây cho mượn cái kim cắt, kim cắt to đấy, kim cắt to khổng lồ, siêu to khổng lồ. Cái này mình chỉ cần để móc, để móc vào dây cung được thôi. Hay dạ, cái này móc vào dây cung này là hai cái móc hai bên này, đúng rồi, từ giữa kẽ đang 5-6 bên này đến giữa kẽ đang 5-6 bên kia. Đó là mở động răng, bình thường là nó là một cái dây thẳng này đúng không ạ? Bình thường nó là một dây thẳng này này. Thì khi mà móc vào cung răng này, mình hình dung đúng không ạ? Nó thẳng cái này đúng không? Nó giống như cánh cung này. Khi mà móc vào này thì lực đàn hồi nó bật cái dây cung răng mình động ra không ạ? Thấy chưa? Đó. Đây khi mình móc vào bên răng này, giữa cái kẽ răng 5-6 bên này này. Bên này móc vào cái giữa kẽ răng 5-6. Được chưa? Bên trong mình ok tí nữa. Thứ hai nữa là khi mình móc như này đúng không, nó cũng nguy cơ bị tuột lên tuột xuống như này, thì mình dùng một chỉ thép mình buộc vào cái dây cung phía trước này, thường buộc vào giữa kẽ hai răng bột này, buộc một chỉ thép vào được nó giữ lại được nha, nó không bị bật ra. Còn nếu không buộc chỉ thép có nguy cơ tuột lên tuột xuống này mới rơi ra bên ngoài, được chưa? Nếu như dây cung bên trong mình nên đi bằng dây gì ạ? Dây cung đi trên miệng bệnh nhân mình nên đi dây gì? DNS được không? Lực mạnh quá. Mình mong muốn làm gì? Mình mong muốn cung răng này nó ổn định hay nó thay đổi? Thay đổi. Muốn nó thay đổi đúng không? Nên đi dây SS hay nai thai? Nai thai. To hay nhỏ?
Vừa phải thôi, nếu nhỏ quá ví dụ nên là 2014, 2016 thì dây cung vào đây, cái cung của mình vào đây nó uốn, nó méo cái dây cung này luôn, cái méo này luôn. Còn nếu dây khoảng tầm 16, 22, 17, 25 là ok, nó kéo cả cái răng mình rộng ra nhé, được chưa? Rồi, bây giờ mình bẻ cái này nhá. Dễ không? Bẻ này có vẻ dễ hơn mà. Bẻ nhá, cái này mình bẻ dây dây diện nhá. Thứ nhất là nếu dây tròn ấy thì mình dùng dây Blue 028 chẳng hạn. Đấy là dây chuẩn nhất. Còn nếu không có, mình dùng dây SS1925. Tuy nhiên SS1925 thì nó nhỏ hơn, lực nó yếu hơn nhiều. Nhưng vẫn dùng được. Nó lâu hơn chút xíu thôi, lực nó nhẹ nhàng. Thầy bảo là dùng dây gì? Dây tròn ấy là dây bao nhiêu vậy? Dây bao nhiêu ạ? Dây tròn này bao nhiêu ạ? 28. Dây gì? Dây gì? Dây bờ lùi, dây loi, dây BE đấy. Dây BE là dây bao nhiêu ạ? Vừa bảo 028 xong. Chị vừa bảo 028 xong lại hỏi. Toàn là trêu nhau đúng không? Được chưa ạ? Xong chưa ạ? Rồi, đầu tiên này bẻ này giống y hệt như cái cung đánh nút phân đoạn lúc nãy. Mình bẻ theo hướng nhỏ của dây này. Bẻ theo hướng nhỏ của dây nhá. Được chưa? Bẻ một cái vòng này, kẹp kìm tuyết bậc số 1 kìm tuyết này. Uốn một cái móc thôi, móc để mình móc vào dây cung ấy. Được chưa? Rồi, uốn một móc này, được chưa? Thường thường mình để này, để ý này cái dây này mình vừa tì đến cái phần lằn má này. Dài quá nó vướng nha, còn ngắn quá thì không bóp được nha, không xoay được nha. Hôm nay có một số anh chị là để nó dài quá thì dài quá nó vướng, mà ngắn quá thì không quay được. Được chưa? Quay này. Được chưa? Chờ chưa khó bẻ hơn đấy. Chiều dẹt đấy, chiều thích gọi chiều gì chiều ạ? Nó chiều khó bẻ hơn đấy. Được chưa? Bẻ một móc ngắn này thôi này. Bẻ móc trước đã, bẻ móc trước đã. Xong chưa? Phải xong chưa? Chưa, từ từ. Để ý khi mình bẻ cái kiểu này nó dễ bị xoắn dây nhá, thì cho phần kịp tít này vào đây này. Bóp lại cái này. Được chưa? Bóp lại cái là nó thẳng dây trở lại này, nó không bị xoắn vặn này nữa. Để ý bẻ đúng hướng là tốt hơn nhá, bẻ sai hướng thì sau móc các kiểu nó khó hơn. Xong chưa? Bẻ dây tròn thì không lo hướng nào đúng không? Nhưng bẻ dây tròn là mọi người bẻ bằng kìm 139 nha. Nên bẻ kìm này nó dễ bị hỏng kìm này. Bây giờ nó to quá. Thấy chưa? Nên mình bẻ dây 19, 25 cũng ok. Nhưng bẻ mấy dây kia nó dễ bị hỏng kìm. Xong chưa? Kẹp kìm 123 vào che cái lúp này. Thấy không ạ? Mọi người thấy che lúp không? Che cái móc của mình không ạ? Rồi, dây với kìm vuông góc với nhau này. Bẻ góc vuông ra này. Được chưa? Che hết lúp mình này. Thấy không? Che cái lúp này. Thấy chưa? Bẻ góc vuông này. Khi mình nhìn về mắt đó đúng không? Bẻ góc vuông này. Cái phần này sẽ móc vào dây cung nhá. Phần này khi mình cho vào dây cung này, móc được cái dây cung của mình này. Thấy chưa? Móc được vào dây cung của mình này. Thấy chưa? Móc vào này. Thấy chưa? Bẻ móc chưa? Bẻ được cái móc này thôi. Giống như cung đánh nút phân đoạn lúc nãy, nhưng mà cái này mình bẻ ngắn hơn này, bẻ sát vào đây luôn này. Còn lúc nãy mình bẻ dài dài này đúng không? Đây mình bẻ sát luôn này. Bởi vì khi mình móc vào đây càng dài nó càng vướng vào má nhá. Mọi người thấy không ạ? Càng dài càng vướng vào má này. Đây mình bẻ cái này ngắn thôi. Xong chưa? Bẻ móc này xong chưa? Xong rồi. Rồi móc vào cái cung bệnh nhân này, mọi người có thể móc vào vị trí giữa 5 6 ấy. Uốn quanh cái cung răng mình này, uốn quanh này, uốn quanh cái cung này. À, nếu mà uốn trong miệng bệnh nhân hơi khó thì mình lấy cái dây cung bệnh nhân ra đánh dấu giữa kẽ răng 5 6 hai bên, được không ạ? Uốn theo cái dây đó. Đây, ví dụ đây đây. Đánh dấu bên giữa kẽ răng 5 6 bên này này. Được chưa? Đánh dấu kẽ răng 5 6 này. Xong chưa? Kẹp kim 123 này. Để kẹp kim 123 nhá. Kẹp theo chiều to nổi dây ấy. Kẹp theo chiều to nổi dây ấy.
Khi mình nhìn này đúng không? Nhìn cái góc vuông này, hướng kim này, thì mình nhìn thấy được cái góc vuông của cái trước mà, góc vuông của móc phía trước ấy. Được chưa? Rồi bẻ cái này về hai cái cùng hướng với nhau này. Mọi người thấy không ạ? Thấy cái góc vuông ở bên này không? Đây này, bẻ cùng về hướng hướng này. Hai cái cùng hướng với nhau móc được vào trời cùng nhá. Ngược hướng không móc được đâu. Góc vuông nhá. Bẻ ngược hướng rồi. Nhìn xem hai cái nó về cùng hướng nhau không? Góc vuông. Để ý nha, xem xem hai cái này có về cùng hướng với nhau được này. Mình nhìn này cùng hướng với nhau này. Anh ngồi đây mình nhìn có bị sai hướng không? Mờ lắm à. Rồi ok, phải đúng rồi này. Rồi, tiếp theo này, dùng kiếm tuyết nha. Kèm vào đây này. Kiếm tuyết này, kèm này. Để ý hướng kiếm tuyết này, bậc số 1 kiếm tuyết nha. Khi mình để kiếm tuyết này, cái dây của mình nó dọc dọc theo cái kiếm tuyết không? Thấy chưa? Thứ hai này, hướng phần tròn này kiếm tuyết này là theo hướng cái móc của ban đầu của mình này. Tức là hai cái móc về cùng một hướng với nhau mà. Để ý này, cái dây của mình này dọc theo hướng của kiếm tuyết này, được chưa? Kẹp theo giống chưa? Rồi để sát đây này. Thứ hai là hướng vòng tròn kiếm tuyết ấy, là sẽ là cái hướng của cái này, hướng của cái móc ban đầu này. Cái móc ban đầu mình cong vào đây đúng không? Mọi người thấy không ạ? Thấy đây không ạ? Được chưa? Thì phần tròn của kiếm tuyết cũng vào hướng đó nha. Rồi bẻ một vòng xuống vòng tròn. Rồi, cái này dây tròn quá bị gãy này. Này bẻ lại thôi. Cái răng 5-6, thông thường là cái răng 5-6 nha. Bởi vì mình muốn là mình mà cái nong rộng vùng răng 6 đúng không ạ? Còn nếu giả sử mình chỉ muốn nong rộng vùng răng 4-5 thì bẻ vào đâu? Là 4-5 thôi. Có một số trường hợp là ví dụ răng 4-5 mình bị cắn chéo ấy. Đó, thì mình bẻ vào răng 4-5. Đây, mình bẻ lại nhá. Đó, bẻ này. Hai cái góc vuông hướng cùng về một phía này. Kiếm tuyết này, cuốn quay ngược lại này. Đó, và sau mình cắt phần dây cùng thừa thôi, cắt sát nhé, cắt ngắn thôi để nó không bị vướng nhiều vào cái môi má bệnh nhân. Được chưa? Khi mình móc vào dây cung này, móc vào dây cung này, đúng không? Mọi người thấy nó lực, có lực đàn hồi không ạ? Được chưa? Từ từ móc từ ngoài vào trong nhé. Cái móc thứ hai là cũng xoay theo cái móc thứ nhất đúng không? Đúng rồi, hai cái phải cùng hướng với nhau đúng không? Nếu mà hai cái cũng được hướng với nhau thì sao? Đúng rồi, móc được, đơn giản vậy thôi. Mình muốn móc được vào thì phải hai cái cùng hướng với nhau. Sau mình dùng một chỉ thép mình buộc vào cái phần dây phía trước này để tránh hiện tượng nó bị bật ra, được chưa? Đó, cùng mulligan nhé, được chưa? Cùng mulligan. Đây, mấy cái này. Cái này bị gãy. Thầy ơi, nếu mà có dây cung thì... Hả? Cái dây gì bẩn cũng là dây mở rộng cung răng đúng không? Dây gì bẩn phải dây mở rộng cung răng không? Dây gì bẩn là dây gì ạ? Dây gì bẩn? Dây cong ngược. Dây cong ngược hay là dây spin ngược ấy. Nó lập rộng cung răng hay lập hẹp cung răng? Thứ nhất, mình nhìn theo hướng như này này. Đúng không? Mình nhìn theo hướng khi mà lắp vào cung răng này thì nó lập lún răng của mình này. Thứ hai là nhìn vào từ cái hướng mặt ngay vào răng ấy, nó như thế này này. Là mở rộng cung răng hay gì? Chị Thúy. Như thế này thì là mở rộng cung răng hay gì? Nếu nhìn từ hướng mặt ngay. Nó thu hẹp cung răng nhá. Dây cung bình thường mình như thế này đúng không? Càng phía sau càng rộng này, nhưng cái đấy là phía sau nó thu hẹp lại này. Nó không làm rộng cung răng được. Đây reverse nhá, không làm rộng cung răng được nhá. Cái này bẻ sai hướng này, chị thấy ngược hướng với nhau không? Đáng lẽ phải bẻ về phía này, chị thấy không? Đây không? Thấy không? Như đây chị bẻ hướng này. Đáng lẽ phải bẻ hướng này mà. Đúng chưa? Đây. Chuyển lại. Sửa nha. Thấy không? Đúng chưa? Đúng hướng chưa? Chị nhìn thấy hai cái này về cùng hướng nhau chưa? Sau cái chỗ này mình sửa này. Đó là. Sửa này. Đấy. Bẻ móc này ra. Ok chưa? Sửa sai. Để cắt phần dây thừa đi. Bẻ hết rồi sửa nó hơi khó. Thì thấy hai cái này ngược hướng với nhau không?
Thế bây giờ sửa nào? Đấy, thì ra bắp vào nào, cái này phải quay 180 độ đúng không? Quay này ngược 180 độ. Này về cùng hướng chưa? Kẹp vào cái tiết vào đây này, xoay ngược cái dây này lại này. Tốt nhất là không nên bẻ sai sửa nhá. Tốt nhất nên bẻ đúng từ ban đầu. À ok, cái này được rồi. Đầu tiên mình bẻ móc thì là tiết diện dọc cái tiết diện ngang. Đây, từ từ. Đây, anh để này, kẹp cái hướng này. Đó. Giống như cái cung đánh nút phân đoạn của anh hôm nay. Này ok rồi. Vào, cái này được khi rồi. Mà đặt vào nó là cái tiết diện nhỏ nhất là nó tiếp xúc với cái. Đây đây, trước khi mình đặt anh từ từ này. Đây anh uốn thế này được. Anh dùng được không? Đúng không? Thì nó đặt hồi lại đúng không? Chứ anh không thể đặt cái kiểu trường nhỏ kia vào được. Mình không làm được như vậy. Sao lại bẻ cái kìm này này? Không. Ví dụ đến đoạn này thì mình bẻ cùng hướng đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Móc vào để lên trên. Đúng rồi, bẻ như vậy. Cái này có xoắn tím được không sao cả. Đến đây xoắn tím được không sao cả. Anh cho nó xoắn tím được, xoắn cắt phần thừa là được rồi. Cho nó xoắn, đến cuối cùng rồi nó xoắn tím không sao cả. Cái ban đầu mình sợ nó xoắn thôi, mình khó chỉnh thôi. Thực ra xoắn mình cũng chỉnh được nhưng mà nên cố gắng bẻ đúng. Như vậy là được rồi. Đấy, anh bóp lại thấy nó đang hồi là được.